Đam mê cá, xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài mồi khoai lang ủ, chiên câu cá mè trắng, mè bò và cá trôi. Mình đã thử nghiệm cái bài mồi này rồi, câu lên rất nhiều cá mè trắng, mè bò và cá trôi. Các bạn làm bài mồi này của mình, các bạn thả mồi này xuống là chiên câu cá mè trắng, cá mè bò và cá trôi thôi, rất là nhảy luôn, bao nhảy luôn. Các bạn câu bài mồi này thì không bao giờ móm. Bài mồi này gọi là bài mồi khoai lang đó. Đây là khoai lang thì đầu tiên thì các bạn chuẩn bị cho mình 1-2 kg khoai lang như thế này, khoai lang luộc nha. Khoai lang luộc rồi các bạn lột hết vỏ ra nè, bạn lột hết vỏ này ra cho mình, lột sạch vỏ luôn cũng được, hoặc là các bạn nào thích để vỏ cũng được. Hiện tại đây là mình đang có là 2 kg khoai lang đó. Còn đây là cơm nguội nha các bạn. Mình sẽ dùng một ít cái cơm nguội này để người ta khi ủ mồi á, nó sẽ có độ cái dính nó cao. Chúng ta con mồi nó không bị rã mồi á các bạn à. Còn đây là cắm bắp nè. Cắm bắp này hiện tại là mình đang có 3 lạng cắm bắp. Các bạn bỏ bắp vô đây nè. Đó, cho nó khô mồi chúng ta lại và mồi ta nó dẻo hơn nha các bạn. Phô mai, 3 lát phô mai nha các bạn. Các bạn bị mình 3 lát phô mai con bò cười như thế này nè. Đó, để tao tạo cái độ hăng mạnh của bài mồi. Đó. Bài mồi này là cái bài mồi ủ nha các bạn. Chúng ta ủ từ 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng. Chúng ta có ủ càng lâu thì câu nó sẽ càng được hiệu quả hơn. Và ủ nên nhớ là ủ càng lâu, mồi ta sẽ không bị hư nha. Các bạn ủ vài tháng cũng được, hoặc cả năm cũng được, không sao hết. Tại vì cái này là mồi ta ủ nên sẽ không có bị hư. Đó. Chút nữa mình sẽ hướng dẫn ủ mồi cho các bạn xem luôn. Thì bây giờ này thì những cái thành phần để chúng ta làm mồi. Nguyên liệu cuối cùng đó chính là bơ tường an, một hũ bơ tường an nha các bạn nha. Thì bây giờ các bạn mình sẽ bóp bóp nhuyễn cái khoai lang này ra. Đó. Khoai lang này là rất là dẻo luôn nha các bạn. Các bạn bóp nhuyễn nó ra. Các bạn nào mà có máy xay đi thì càng tốt. Mình thì mình không có máy xay. Mình sẽ bóp bằng tay. Đó. Khoai lang này rất là dẻo luôn các bạn à. Các bạn bóp nhuyễn khoai lang ra, bóp thật là đều nha các bạn. Các bạn có máy xay mà còn nào có máy xay á, các bạn xay sẽ được nhuyễn hơn mình. Mình bóp tay này á, nó hơi lâu đó, nó cũng được 80-90% là nhuyễn. Còn bạn xay bằng máy á, xay bằng mà máy mà bạn xay bằng tay á thì cái độ nhuyễn nó sẽ cao hơn, nhiều hơn, nó tới một đạt với 100% luôn đó. Ở đây thì mình đang mua có 2 loại, một loại khoai lang bở và một loại khoai lang dẻo đó. Đó thật là nhuyễn ra luôn các bạn à. Khoai lang chúng ta rất là dẻo luôn các bạn à. Dẻo nhẹo luôn á. Bóp thật là nhuyễn luôn nha các bạn. Các bạn ủ càng lâu thì nó càng tốt nha các bạn nha. Ở đó các bạn nè, khoai lang người ta nó đã nhuyễn ra rồi đó, rất là nhuyễn luôn các bạn ơi. À, xong rồi tiếp đến thì các bạn mình sẽ bỏ bơ tường an này vào nè, một hộp bơ luôn nha các bạn nha, hũ hũ bơ bơ tường an luôn nha các bạn nha, nè nguyên một hũ luôn đó, một hũ bơ luôn. Bơ tạo độ hăng cho bạn đó, hũ bơ. Còn đây là cơm nè, đó. Bạn bóp nhuyễn cơm ra, dùng tay các bạn à, các bạn có máy xay càng tốt, mình không có máy xay mình dùng tay, bóp nhuyễn cái cơm ra cho dẻo, được cái dính các bạn à, chúng ta quăng mồi á, nó đỡ bị rã mồi hơn.
bóp diễn ra luôn. Đó. Rồi. Các bạn cho cơm vô luôn. Đó. Có như là mà nửa thau cơm nha các bạn nha. Đó. Mình sẽ bóp đều lên nha các bạn. Trộn đều luôn luôn nha. Trộn đều luôn là ok luôn các bạn ạ. Lên mùi thơm hăng rồi đó các bạn ạ. Phần ủ lên nữa thì tuyệt vời luôn. Bào móm luôn. Đảm bảo các bạn mà con em mồi này của mình là toàn bộ lên cá mè trắng, mè bò và cá trôi hết. Rất là nhạy luôn á. Bạn mà câu mà chiên mà câu mấy cá này thì không bao giờ sợ bị móm. Tại vì mình đã đánh rất là nhiều lần rồi. Khi mình làm mè mồi này á, bằng ủ mà vài tầng tháng thả mồi xuống thì chỉ có cá mè trắng, mè bò và cá trôi thôi. Không có gì cá khác. Rất là nhạy luôn và hiệu quả nữa, cái chi phí lại rẻ, không có tốn bao nhiêu tiền đâu các bạn. Đó, rồi đây là phô mai nha các bạn, ba lát phô mai nha. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phô mai này vô luôn, bô mai phô mai này để tạo ra cái độ hăng. Cái độ hăng lên chua á, hăng chua lên men nhanh lắm các bạn ạ. À. Hiệu quả lắm. Này, phô mai đây. Đó. Ba lát luôn nha các bạn. Cái này tại vì mình làm nhiều quá. Mình làm tới 2 kg khoai lang nên mình sẽ cho cái phô mai này nhiều hơn. Đó. Còn bạn nào làm 1 kg á, các bạn có thể cho 2 lát phô mai vô. Đó. 2 lát nè. Lát thứ ba nè, các bạn là lát cuối cùng luôn, bạn cho vô, rồi, các bạn bóp đều lên, đó, bóp đều lên, trộn thật là đều luôn nha các bạn nha, nên nhớ nha, các bạn phải đảo tay cho nó đều nó kỹ chút, để cho mấy những cái thành phần này chúng ta nó kết hợp lại với nhau, nó thành một luôn, và khi lúc đó các bạn ủ rồi á. Các bạn đi câu cá nó sẽ được hiệu quả hơn. Đó. Đấy. Chúng ta cả đều luôn nha các bạn. Đây đó. Sau khi các bạn đã trộn mà đều xong rồi á, nó sẽ được như thế này. Bây giờ các bạn tiến hành cho cái cắm bắp này cho mình. Đây hiện tại thì mình đang có từ 3 đến 4 lạng cắm bắp. Đây. Cắm bắp nè. Rất là đậu vàng luôn. Đây các bạn nè. Cắm bắp ta rất là vàng luôn nè. Các bạn cho bắp bắp vô. Đó, bắp. Cho hết cái bát luôn vui luôn nha các bạn. Đó. Mình còn khoảng 3 lạng, hơn 3 lạng con bắp, mình cho hết luôn. Rồi mình bóp đều ra. Đó. Bóp nhuyễn ra, bóp đều ra. Bóp thật là đều luôn nha các bạn. Cho nó kết hợp lại với nhau. Đây. Các bạn như vậy được rồi các bạn nè. Các bạn không cần phải cho thêm nước đâu. Tại vì cái này chúng ta ủ hơi khô mà. Đó. Khoai lang chúng ta nó ướt rồi á, bạn ủ nó chảy ra nước á, ghê lắm các bạn nè. À. Nên chúng ta không cần phải cho nước đâu. Như vậy đã được rồi. Các bạn thấy có đơn giản không? Các bạn chỉ có ủ nó lâu một chút thôi. Mà chúng ta khi cô gái ta hiệu quả. Mùa này nó ngọt lắm các bạn, thơm mùi hương sữa lắm các bạn nè. À. Đã lắm. Đơn giản chỉ có đơn giản có khoai lang, cắm bắp, phô mai và bơ tờ ngang và cơm nguội. Cái bơ tờ ngang tạo độ hăng, còn gà phô mai tạo độ lên men nhanh, khoai lang để tạo ra cái độ dẻo.
đúng không? Rồi đó, các bạn cứ ấp thật là nhuyễn, thật cái đều lên luôn, ok luôn. Cái cơm nguội á, để tạo người ta cái độ cái dính nó cao á, cái bạn ủ mồi á, các bạn quăng mồi xuống á, nó không nó đỡ bị rã mồi hơn. Và ủ bao lâu cũng được hết, tùy thích nha các bạn. Đó. Rồi đó, ok các bạn nha. Mình đã bóp nếp nhuyễn cái những cái phần này ra rồi đó, bây giờ mình sẽ ủ mồi cho các bạn xem luôn nha. Bây giờ các bạn bị mình một cái thẩu 2 kg như thế này, đây là thẩu 2 kg nha các bạn nha. Đó, hôm nọ chúng ta sẽ bỏ mồi chúng ta vô trong đây, bỏ cái mồi khoai lang chúng ta vô trong đây. Đó, đây chúng ta bỏ vô. Đó, ta bỏ vô, tức người ta đè 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 cho nó kín lại. Đó, bỏ vô, bỏ hết 2 kg khoai lang ta vô trong cái hũ 2 kg này luôn cho nó vừa luôn nha các bạn. Đó, đó, đấy. Rồi ok các bạn đó nha. Vậy là xong cái bài mồi khoai lang chuyên câu cá mẹ trắng, mẹ bò và khách trôi. Đó, thấy không? Đơn giản thôi. Các bạn đậy kín lại và để nơi khô ráo thoáng mát. Đó, như vậy thôi các bạn à. Rất là đơn giản thôi, có ngay một bài mồi chúng ta câu cá rồi. Cá mè thì các bạn câu về các bạn sẽ chả ra hoặc làm những món khác càng tốt, cái đầu rất là ngon. Đó, đây. Có ngày 2 kg mồi để chúng ta câu cá mè trắng, mè bò và cá trôi. Hai cái đam mê câu cá, chào các bạn nha. Hôm nay tiếp tục đi câu nha các bạn. Hôm nay cô Hồ Xuân Mui. Hôm nay tiếp tục đánh cá mè tiếp các bạn. Giờ chắc cũng gần 5 giờ rồi. Hôm nay thấy trời đẹp quá. Vô thôi câu thử bữa thôi. Cũng vẫn bài mồi cũ nha các bạn, mồi khoai lang ủ chua. Ok, nếu có cá mình sẽ view cho các bạn xem. Lên con đầu tiên. Nặng không? Nặng, dìu vô, dìu lên đó, dìu vô rồi thu. Mày nãy gãy tao quay giờ. Ừ, chơi giống nọ dân câu cá cái chứ mà. Ừ vậy đó. Bờ đá hơi khó đi, thông cảm các bạn. Trời còn nắng nữa nè. Quay cảnh không được đẹp cho lắm. Cá vô tới luôn. Mè trắng hả? Bò. Bò nhỏ. Ê, móc mang đi em. Không được đâu, móc mang cho chắc cú. Con đầu tiên á. Rồi ok. Mè bò các bạn. Ok, nếu có cá mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Lên cá tiếp tục nha các bạn. Con nặng à? Nặng vậy? Ồ, con này bự à. Ồ, con này bự lắm các bạn ơi. Con này khủng à. À, vô tới luôn các bạn. À, quá khủng, quá khủng. Ồ, bò các bạn. Con này chắc cỡ 2 kg à. Đây, coi chừng dướng ấy. Vô móc, móc măng cho nó im im chút rồi.
Mạnh quá. Rồi đóng bếp trên có miếng à. Từ. Không mà đóng đó dễ hơn ha, đóng ở trong chút xíu nữa nó dễ bị tét lắm. Cá này dễ bị sảy lắm các bạn. Nó miệng nó mỏng lắm. Mình mà cứ cương cương là thế nào cũng sảy à. Hai. Vô. Vô rồi các bạn ơi. À, con này chắc cỡ 2 kg á. Đây. Đây, đẹp đấy các bạn. Ok. Nếu có cá mình sẽ view tiếp cho các bạn xem. Tính đâu sảy chứ ai về nó lúc thêm cái nữa mới dám nó thu vô. Có các bạn ơi, con này bự à. Con này cần thủ kéo cong cong á. Con này cũng hơi bự à. Ngồi chờ nãy giờ cũng lâu lâu rồi. Nào vô không? Được không? Cái vô tới nha các bạn. Giữ giữ nha. Bò á, bò bự bự á, có chừng dướng nhợ á. Rồi. Xích xuống móc miệng nó vô. Rồi con này đóng mắt trên luôn. Thả vậy cái chuyện xảy thả cần ra cho nó lôi rồi mệt rồi đó kéo đầu vô à. Ok các bạn, con này cỡ ký rưỡi các bạn ơi, mè bò luôn rồi. Ok các bạn, nếu có cá mình sẽ view tiếp nha các bạn. Được chưa? Đây là thành quả của ngày hôm nay nha các bạn. Nay mình được 4 con bự các bạn ơi. Con cỡ 3 kg các bạn. Ông anh mình kế bên cũng 6 7 con gì á. Anh đi hơi sớm. Anh lên trước 3 4 con hồi nãy giờ anh lên cũng được 2 3 con với mình rồi. Ok nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like và đăng ký kênh. Chia sẻ nhiều người cùng xem nha các bạn. Ok, hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Bye các bạn nha.